Rau rau rau. Để rau nó ăn. Một thể tu ư mọi nó mà tao rất cao mọi người cắt thiếu giống một thiếu cho nó gồm lò đi cho nó chế quyền chế giải quyết tật mà thì bộ thánh thánh thiện để cho nó cho một món nữa tua thì qua thì nó no thì ít chi cho nó để vẫn có gì cứu tạ ít chi thì để cái gì cứu tạ chi trời cũng bổ cái đơn đá chi bổ mà chi bị tầm cái giống này giống hình á chế tao tua tua mà nó mà tôi chi rau xí chi tàu nó tầm nhưng mà rau mòn mòn kìa tôi chi cái đó thiệt thay hoa gì mỏi mỏi không nhỏ tôi nhỏ mỏi vừa chua không đủ he đủ 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 bé bự mà tao mà tôi tui lộn nà ấy rồi ấy chứ ô mò mà nó tui lộn à đâu khó rồi thì đó mà mò là để tình chu kìa cho nó giống mất tiệt tao thì lói con nào nó thêm chi tao nó lói con nào thêm chi trong thiếu với tuôn chỉ có xí tàn thò mà giờ cái này là kỳ lắm mà thế mà chơi đồng hồ này thế còn tao ra
chân ông nhát tất chân 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 tỉa lốn nó ấy, lốn cá thế lốn nó, xí cả trời xí, thật đấy, ngon thật. Thế nó cho tôi lấy chỉ chín mà, chỉ đặt kích thước mà nó cho tay mua mà chỉ lấy hơn nữa, mua mà mỏi. Cô vừa chơi thay phì trên trồng mấy trồng mấy mẹ nghe cô chơi trồng mấy thế con bỏ tôi con thay à con mẹ con bỏ con mẹ có thể mất trí cảm là dùng hiểu cả nó có hết nó trí cảm hiểu cả dùng hiểu trí cảm chúng ta nhớ thể tao tao được chán rồi con chân tù lô, một chế lô, nhạo lô. Rất không chế này á. Rất không tỏ hả? Cái tù lô rộng này, cái thải. Mình chỉ có tao lấy cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì lo thì tao cứ thơi, cái gì còn một tạ. Nào có vô giáo thế chỗ mẹ nó họ có ca thế này mà mỏ là chè chè cho chua nó cho một chảo là kí xíu cá hành đi nữa cái
chơi chơi là tuần tuần chơi cho lúc chơi lệ lúc chơi lệ bé nó rồi mình phụ tao mẹ em bố muốn à đấy trả lời em bé vừa chạy bố chế ít tấm nghe rộng bùa chế ít chế chả ế thật kỳ vào kê la lạ ua con bùa con bùa Thank you.
Rắn là cái nấm mò đấy kìa. Thôi là chúng ta sẽ chan cái nấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Я как-нибудь снимаю.